Dù đã được chính quyền địa phương kêu gọi tiêm vaccine ngừa Covid mũi nhắc lại, nhưng một số người dân vẫn còn chần chừ. Nguyên nhân là gần đây xuất hiện tin đồn tiêm vaccine làm giảm trí nhớ. Có thật sự luôn, như sớm ở đây cũng ông cũng chạy xe cũng chạy có. Nhưng muốn lấy cái món gì trong đó ha, chút xíu rồi quên. Cả đâu mấy tiếng sau mới nhớ lại. Còn mấy người lớn tuổi á thì quên, cả tôi cũng quên nữa. Để chỗ này kiếm chỗ kia không à. Theo ngành y tế An Giang, đây là những tin đồn không có căn cứ. Dù vậy, nó vẫn lan truyền ở nhiều địa phương, tạo hiệu ứng tiêu cực. Mặt khác, có tình trạng người dân rời quê đi các tỉnh Đông Nam Bộ làm ăn. Đây là những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm phòng vaccine mũi 3 ở An Giang chỉ đạt khoảng 45%. Đỉnh điểm của dịch bệnh thì người dân tiêm rất là cao. Mà hiện nay bây giờ thì khi mà dịch ổn định thì một số người dân này người ta đã rời bỏ địa phương người ta đi, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà tiêm Covid. Không chỉ An Giang, nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 thấp. Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương đã yêu cầu ngành y tế tăng cường tuyên truyền, phản bác những luận điệu không đúng về tiêm vaccine. Đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương đi đầu tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4. Ngành y tế là coi như làm gương để cho tất cả người dân thấy là tiêm vaccine là an toàn, tiêm vaccine là hiệu quả và tiêm vaccine đó là bảo vệ tính mạng cho mình, cho gia đình của mình, cho người thân của mình và cho cả cộng đồng. Và chúng ta cũng phải chung tay vì cộng đồng để phòng chống dịch. Nước ta đã phát hiện một số ca mắc Covid biến chủng BA.5 có tốc độ lây lan nhanh. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine mũi nhắc lại là cách tốt nhất để người dân bảo vệ sức khỏe bản thân trước những biến chủng mới.